nhá, quý anh chị và các bác nhá. Đây em lại có móng nhà triển đoạn một dàn hai trái, sau có phòng trước, bên cạnh có bếp này. Đây vừa hôm qua đổ sàn xong đây, sàn cán phẳng đẹp mê ly. Đây là không gian của bếp. Đây là thang trượt nhá. Đây. Trên đoạn một gian hai trái. Thiết kế phòng ngủ, ba phòng ngủ đằng sau. Em lên quay hàng trên này, hoa này là hoa nổi nhá. Không gian của trên phòng đây. Nhà này thiết kế một cái thang xuống bên này. Đây, từ đây bắt xuống dưới kia. Này các bác ưng thì cứ liên hệ với em. Đây. Đây là em đứng đằng sau phòng này để quay cho các bác xem. Thẳng đẹp. Ngay ly luôn. Bộ của